Xin chào quý vị, hiện tại là Bằng đang ở trong Joshua Tree mọi người. Và sau lưng Bằng đây là cái cây Joshua này mọi người. Đây. Đó. Đây cũng chính là cái tên của cái công viên quốc gia này ở California, Joshua Tree National Park mọi người. Và đây là cái cây lớn nha. Còn đây là cái cây nhỏ mọi người. Đây là có cái cây là cây Joshua Tree nhưng mà là cây nhỏ. Cây này rất là, cái gai nó rất là cứng mọi người. Đây nè. Cứng khủng khiếp luôn nha. Nhìn nó y như là cái cây đũa luôn vậy đó, mà nó được vuốt nhọn giống cái cây xin que đó. Y chang luôn nha, nó nhọn quá mà nó cứng ngắt luôn. Còn đây là cái cây khi mà nó sống lâu năm rồi thì cái thân của nó rụng hết rồi, cái thân của nó không có còn gai nữa mọi người, mà nó giống như cái khúc giống như cây thông luôn, giống như cây gỗ thông luôn, nhưng mà cái đọt của nó thì vẫn còn có gai. Đây mọi người nhìn này, nó ở ngoài mấy cái nhánh đưa ra thì vẫn còn này. Cái cây tên Joshua này được đặt theo một cái vị thánh trong đạo Mộc Môn mọi người. Ngày xưa những cái người truyền giáo của đạo Mộc Môn khi mà đến cái vùng đất này đó, họ nhìn thấy cái cây này và nó giống như một cái hình, giống như một cái người đang đứng chỉ tay mọi người. Và những cái người theo đạo Mộc Môn đó, họ đặt cái tên cái vùng đất này, cái cây này là Joshua luôn, Joshua Tree, để chỉ về cái việc mà cái vị thánh Joshua chỉ cho họ cái hướng để họ đi truyền đạo, cái đạo Mộc Môn ở cái nước Mỹ này. Và bây giờ quý vị cũng biết là ở Mỹ có rất là nhiều tiểu bang là theo đạo Mộc Môn cũng rất là nhiều. Và đó là cái sự tích về cái việc truyền đạo của những cái người mà theo đạo Mộc Môn mọi người. Cây này ha, Joshua. Nhờ mấy người đó mà mình mới tìm ra được một cái công viên quốc gia của California ngày hôm nay á. Bây giờ thì gia đình của Bằng đang ở trong đây rồi. Bây giờ sẽ đi lên trên, leo lên cái núi đó mọi người. Đây. Cái này gọi là Hall of Honor. Giống như kiểu là một cái pháo đài gì đó. Bằng cũng không hiểu được là tại sao họ đặt tên vậy nữa. Chút xíu nó dồn đó, nếu mà có cái bản á mình đọc xong rồi Bằng chia sẻ với mọi người, chứ Bằng cũng không biết tại sao họ lại đặt tên theo vậy. Nhưng Bằng chỉ biết được về cái tên của cái công viên quốc gia này thôi, được đặt tên theo cái vị thánh là Joshua của đạo Mộc Môn mọi người. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vô trong ha. Ở trong đây có một cái loại cây mọi người, Bằng nhìn hồi nãy á, cái lá này thì giống như cái lá của cái cây ở Việt Nam ngày xưa mình hay ép vô tập á, ép vô mấy cuốn tập á. Giống như cái cây đó, nhưng mà nó có cái trái, hồi nãy nhìn từ xa nhìn tưởng trái blueberry mọi người. Cứ lầm với cây blueberry nhưng mà thực ra không phải, khi lại gần không phải, cái trái này nó không phải xanh mà nó hơi trắng trắng mọi người, chứ không phải màu xanh, nhưng mà nhìn từ xa thì nhìn y như trái blueberry. Đây mọi người nhìn từ xa nè. Nhưng mà cái lá của nó là nó giống như cái lá ở trong mấy cái cây mà ở Việt Nam ngày xưa mà mình đi học mình ép vô tập á. Nó ép vô tập để tặng người yêu mọi người nè, nó vậy nè. Cái này bỏ vô tập ép lại tặng người yêu nè. Cái cây thì nhìn nó lá nhuyễn nha. Và nó cũng không cao lắm, nó giống như cây dạng cây bụi thôi. Nhưng mà cái trái nhìn rất là đặc biệt, nhìn tưởng trái blueberry không? Nhưng mà không phải. Nó không phải blueberry đâu. Bằng chưa biết cây tên gì. Nha. Yeah. Mọi người thấy không? Quá là trái. Trái nè, chùm chùm luôn, nhìn thấy ham ghê. Đây là một cái cây Joshua nhỏ mọi người. Cái cây nhỏ đó nè, mọi người thấy không? Đó, có chút xíu thôi nè. Mà nó cứng vô cùng luôn. Trời ơi, cái này mà lỡ mà đi mà đạp vô một cái chắc là tiêu á. Bây giờ Bằng sẽ thử tìm một cái gì đó mềm mềm hay là cái gì đó, Bằng ghim vô thử cho mọi người coi coi là mọi người biết cái gai nó cứng cỡ nào. Trời, nó cứng lắm, như cái, y như cây xin que. Đó nè mọi người nhìn này, y như cây xin que luôn á. Cái này lấy thịt bò lụi vô nướng được luôn á. Ok, Bằng lấy cái trái của cái cây này đi. Hái một cái trái nha. Cái trái này cũng cứng ngắt. Xong Bằng ghim ở đây thử cho mọi người coi nè. Ui da, trời ơi. Hả? Thật, cái trái này có cứng. Đây, mọi người thấy không? Nó ghim vô được luôn. Ừ, đừng có chừng, cẩn thận con, cái này nó nhọn, nó cứng ngắt. Ừ, này bà thấy không? Con bà ghim cái trái này vô được luôn. Ghê chưa? Nó quá cứng luôn. Cẩn thận nha. Tôi lấy ăn. Đi ăn, đi qua đây. Thấy cây nó cứng cứng ghê không? Bây giờ là Bằng sẽ đi vô trong cái núi đá đó mọi người. Đang trên đường vô nè. Ồ, ở đây có một cái cây Joshua bị ngã nè. Ân ơi, lại đây Ân. Wow. Ở đây có một cây Joshua bị ngã mọi người. Yeah. Ân muốn lên ngồi không? Bà cho Ân lên đây ngồi chụp hình nè. Ừ. Rồi, bà ẩm Ân lên nha. Nhìn vô nha. Nhìn vô. Nhìn té nha. Nhìn vô nha. Dịnh vô, đừng có ngửa ra sao nha, không ngửa ra sao. Rồi, chạy lên không? Chạy lên không? Trời, con đứa nhỏ leo tuốt trên kia.
Ồ, đây có cái hang. Đây là cái cây Joshua nữa nè. Không biết cây này bao nhiêu tuổi ha. Nhìn có vẻ giống như nó bị cháy mọi người. Ở đây giống như có vẻ nó bị cháy. Uầy, con gì? Wow, con sâu. Con sâu mọi người, sâu lông. Nè, con sâu mọi người. Sâu lông. Trời ơi, vàng lông nhìn khiếp á. Trời ơi. Quá khủng khiếp. Đem lại cho mấy đứa nhỏ coi. Đây có một cây xương rồng gì lạ nữa nè. Ở đây có con sâu nữa. Trời ơi, sao sâu nhiều vậy? Trời ơi, đây sâu nữa. Ôi trời ơi. Ui, quá trời sâu luôn. Yes. Lost. Quá trời sâu nữa mọi người. Đây là nguyên ổ sâu luôn mọi người. Đây, nếu mà có đi vô đây chơi là cẩn thận mọi người. Quá trời sâu, sâu nhiều lắm luôn. Nha, đừng có đi quẹt mấy cây này. Rồi sâu nè, sâu mà một tổ nè. Ở đây nè mọi người, một tổ luôn. Sâu khiếp chưa? Trời ơi, nãy giờ đi không có biết, bây giờ vô nhìn mới thấy á, quá trời sâu luôn. Ở dưới này sâu nhiều lắm nha, trong mấy cái lùm này nè. Trời ơi. U sâu. Quá trời sâu luôn. Wow, cây xương rồng này quá đẹp luôn mọi người. Không biết tên nữa là gì nha. Nhìn rất là đẹp nha. Trời ơi, cái thân của nó này, cái thân này chắc cũng phải vài chục năm tuổi luôn á. Cái thân này hóa gỗ luôn rồi chứ đâu phải còn là thân xương rồng bình thường ở đâu. Cái thân như hóa gỗ luôn rồi. Trời ơi mà con gai nó nhỏ quắc. Nhìn quá đẹp. Trời ơi. Cái này phải mấy chục tuổi rồi ha. Thân nó là hóa gỗ luôn, cái cây là cây gỗ luôn, phải là cây xương rồng bình thường ở đâu. Đây là cái điểm mới mọi người. Đây tên là Baker Dam. Đem là cái đập á, mà không biết đây có cái đập gì không mà sao nó đặt cái tên này bằng cô không hiểu nữa. Nhưng mà chút xíu nó sẽ đi vô đó để coi coi nó có cái gì đặc biệt. Nhưng mà nhìn đây có hai cái tảng đá bự giống như hai vách tường mọi người. Nhìn vậy nè. Ở đây có cái tảng đá. Ở đây có cái nữa, hai cái tảng đá nhìn như hai vách tường. Nhựa thông nè. Nhựa à, nè, nó dính đó, dính tay mình nữa. Nè, thấy không? Cái này có thể đốt cháy được á. Đốt nha. Cháy là gì? Để làm ra lửa con. Cái này là giống như chất để làm có thể cháy được nè. Mình nếu mà vô rừng mình lấy này mình đốt có thể cháy được nè. Ê mẹ ơi, lau miệng cho chay mẹ. Nhựa thông nha. Đang đi kiếm cái hồ nước mọi người. Nhưng mà tiếp nãy giờ chưa ra cái hồ nước. Không biết đường để xuống hồ nước luôn. Không biết là mùa này nó có nước hay không nữa nhưng mà nãy giờ chưa thấy cái hồ. Hết đường hả? Ủa gì kỳ vậy? Đường ngoài kia kìa. Đường bên kia hả? Rồi đi bên kia đúng không? Rồi đi bên kia. Rồi đi con. Đi ăn. Đâu thấy hồ nước đâu ta? Qua đây nè. Ủa con đi ven qua. Đúng rồi đó. Cảm ơn chú Đô đi. Ok con. Đi con. Này school. Rock. Đây nè, hai con mắt kìa. Hình cái đầu lâu. Hình giống đầu lâu không? Đâu. Mọi người đâu ta? Người ta leo bên đó luôn kìa. Leo bên đó mới lên, mới đẹp thì đi qua bên đó mới đẹp thì. Mọi người đâu hết rồi. Nhà bằng mới vừa từ ở trong cái School Rock ra mọi người. Đây sau lưng mọi người. Qua wow, mưa quá.
mưa mà rất là lạnh luôn mọi người, thở ra khói luôn. Bây giờ là sẽ đi tiếp vô trong nữa mọi người, chứ chỗ này bây giờ lạnh quá lạnh rồi, chịu hết nổi rồi mọi người ơi. Mặt trăng kìa, bên đây là mặt trăng, còn sau lưng này là mặt trời. Yeah. Hai bên luôn. Hai đứa đi dạo với ba không? Đi với ba nè, hai đứa đi với ba nè, đi. Đi dạo giống vậy à? Đi dạo á, mình đi dạo á. Xin chào mọi người, hiện tại là gia đình của Bằng đang ở Joshua Tree mọi người. Và đây là Auto Camp nằm ở Joshua Tree. Xung quanh đây là những chiếc xe giống như kiểu trailer mọi người, để có thể camping lại. Mẹ cho ta nói đi ba. Đây. Cho ta nói đi. Nó có cái gì ở đằng sau mà để móc đi chiếc xe giữa mình xong rồi chạy vô để đi camping. Dạ yeah, đúng rồi, cái này có thể móc cho chiếc xe của mình để kéo đi được đúng không? Dạ yeah. Yeah. Yeah, đúng rồi đó, có cái móc giống vậy đó. Yeah, bây giờ là cha con tụi em đang đi dạo trong đây mọi người. Này, xung quanh đây là khung cảnh rất là hữu tình nha mọi người. Nhìn là cực kỳ thích luôn á. Hôm nay là trời rất là đẹp, bởi vì hôm qua Bằng lên thì trời bị mưa nên là không thể ra ngắm bình minh được. Và hôm nay là trời rất là đẹp, không có gió, trời nắng rất là đẹp, trong xanh. Và quyết định là ra đây để ngắm bình minh. Ba, ba, không, ba, mình, nhìn đi. Đúng rồi, ok, thôi mình quay về đây để mình đón Mami nha. Mình đón Mami cái mình đi vòng vòng nha. Có đội nón vô không, lạnh không? Trời nắng rồi. Nắng rồi hả? Ok. Bởi vì đây là sa mạc nên là ban ngày nó lạnh đó mọi người. Sáng sớm vậy nè, từ hồi khuya tới giờ là đã lạnh rồi. Sao không? Chút nữa ba cho con ra chơi ha. Đây. Để ba qua ba đón Mami cái đi, rồi cái mình qua mình chơi swing ha. Ok. Con cất bớt đồ chơi vô nhà đi, chứ hồi con cầm con qua đó con chơi swing đâu có tay đâu cầm. Dạ. Ở hôm nay có hồ bơi và có cái nhà hàng, có cái khu cho trẻ em chơi luôn mọi người. Và có cái khu để tối tối mình có thể nướng đồ ăn. Mỗi một cái nhà, một cái phòng riêng đều có cái khu vậy lắm để mình nướng đồ ăn. Cầm đi vô nè. Cầm mấy con này vô nè. Chị nghe chị nói gì không? Dạ. Đúng rồi, chay tên chay, nhưng mà chị nói là chay coi chừng cái cây gai này là cây xương rồng nè, nó có gai nè. Thấy không? Thấy cái gai nó dài ghê không? Nó cắn gì bò? Không, nó không có cắn chay. Nè. Mà chay đụng vô á, chay đụng vô là bị đâm vô tay chay đó. Bị chảy máu. Chảy máu đó, đúng rồi đó, chị nói đó, chay sợ không? Dạ. Chay có sợ không dạ? Bị sát. Tụi bị sát hả? Bị sát. Ôi, ê, giờ. Chị không chơi kiểu đó, chị không sủi cát nha. Đi nè, đóng cửa đi, anh lấy chìa khóa rồi. Bây giờ mình đi vô cái swing cho tụi nó chơi cái. Đi qua chơi swing nè. Hồi tới hôm qua hứa cho ăn chơi swing hôm nay phải không ta? Đúng không? Đi đường này à, đi đường này nè con. Đường này. Swing đây nè. Đây đi cũng được mà. Sao đâu, quẹo qua tới liền. Đây nè. Đó, cái swing đó. Anh thấy cái swing chưa? Phu. Trời đẹp quá. Không có gió luôn ha. Tuyệt vời. Ôi, trời ơi, tuyệt vời. Ba, cho gió thổi chút xíu thôi. Ừ.
Rồi ăn lên chơi đi. Ăn ngồi được không dạ? Cái này hơi cao nha. Hôm qua nó chơi rồi mà. Cao chơi chưa? Cái này cao hơn ở trường. Chưa đánh răng mà thổi kèn. Ừ, miệng còn ke luôn đi thổi kèn. Chạy lên kìa, chạy lên screen của chạy đi. Chị đâu sợ. Nè, có mẹ ngồi nè. Lên đi, lên đùi mẹ. Chạy lên ngồi mẹ đi. Mẹ dịnh vô bật ngửa đó. Rồi, nếu mà đẩy ăn ha. Rồi. Cao lên hả? Ok, dịnh vô nha. Ủa chơi đang làm gì vậy? Dịnh chắc vô nhân. Chơi kìa, chơi sợ mà chân chơi lắc. Hello, chạy đi. Ba phải mình ít con mà. Hả, chơi nói gì, ân nói gì? Ít á, đúng rồi đó, ít á. Ba ở đâu đó chứ đâu. Hôm qua tụi con chơi tụi con cầm ra chứ đâu. Ở trong đó còn nữa kìa. Ở trong hốc nó còn mấy trứng nữa kìa. Ừ, chơi ơi tuột rồi chơi ơi. Hồ bơi chắc chưa ai tắm đâu, lạnh quá. Nước giờ vẫn còn lạnh. 9 giờ mới mở cửa. Ừ, hồ bơi này đó đó. 9 giờ hả? Không có cơ hội được bơi luôn. Cái này để làm gì ta? Để leo chơi á. Leo chơi á. Hồi tối con có leo hả? Dạ, tao leo ừ, đi. Dịnh vô nha. Lên cao nè. Một. Hai. Dịnh vô. Ba. Đó, trời ơi, cao quá trời ơi. Thôi, đừng bật ngửa đó con. Cái này nó không giống như cái xe đồ kia đâu. Con ngồi vậy, cái tấm này. Trời ơi, ăn cái chơi ghê quá à. Chơi ghê lắm, lên trường sao ngọc xong rồi chơi vậy đó. Ê, lên trường ai cũng vậy. Ý. Thằng chay sao yếu xìu vậy? Chay sao yếu xìu chay? Uầy, trời ơi, dịnh vô nha. Dịnh trứng vô đó. Thấy cái shadow hả? Cái bóng. Cái bóng chứ không phải cái shadow. Cái gì mà chiếu chiếu vô đâu à? Mẹ ê bóng. Chay cần chơi lắm. Quá đẹp mọi người ơi. Mặt trời đây, quá đẹp luôn. Quá đẹp, tuyệt vời. Ba chơi muốn chơi nữa, chơi cần chơi lắm. Ok, đi con, let's go. Ok, đi nha. Không sao. Go. Đi con, chơi đi. Đi đường này đi. Về nè. Mẹ trứng của con. Đi, thôi, mình đi. Xin chào bạn Ân. Ba ba đây. Bạn Ân Thỏ. Xin chào bạn Ân Thỏ. Xin chào bạn Ân Thỏ. Xin chào bạn Chay. Bạn Chay muốn làm bạn Chay gì? Bạn Chay ớt. Bạn Chay ớt hả? Xin chào bạn Chay ớt. Lá như lá mèo ha. Không phải cái mèo đâu, cái cây gì vậy? Ba ơi, mày chơi đi. Sao vậy? Mình vô phòng để cho ba phụ. Ba, cái đồ gì? Ồ, cái trái gì vậy ta? Ôi, cái cây này có cái trái gì lạ vậy em? Thôi. Có trái như cái kén nha. Ha, nè, thấy không? Giống như cái kén nha. Trái lạ ta? Ba không biết cái trái gì nữa. Ông già Noel. Đừng nghe chú đô. Già Noel hả? Ok, thôi phụ chú Quang lên gốc.